Buddhaya, Nam Mô Thammaya, Nam Mô Sanghaya. Dạ nguyên như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Tính, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, nguyên như xin kính mời chư vị cùng với nguyện như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga va tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga va tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga va tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa brahma cha lo ka thi pa ti sa ham ba ti ka tan cha li an thi wa rang a ya cha tha san ti tha san tam ba ra chang kha cha ti ka đề sê tu tham măng anu cam bi măng ba chăng san tham ma phê rin quy nhà dân cha ca dân su tan cha ban thân a phi tham ma chăm măng a cô ta dân tu cha tu san cha đan đăng ba bố tha này dê Parisa ya man che e wang sa ham ba ti brahma pha ga wan tang a ya cha tha tuân hi pha quê na tăng bụt thô ca ruôn nhé na thi qua ya tân ha vua tha ya ba đê na mi ga đa yang ta tu ga tu ban cha wa ya da yo nay ye a mang ba ye si tham ma tu ta tu ba phu ti sam bu thu anu na tham ma de sa năng ma kha wa sa ni de se si san ta năng an tha si tha căng te na sa thu a yo phăng te đề sê tu tham ma đề sa năng sam ba di tha ba ri sa ya anu cam bam bi ca ta quê nắc mô bút tha giá nắc mô tham ma giá nắc mô sân khà giá và con xin kính thay mặt đạo tràng kính đảnh lễ sư phụ Pháp Tính và con xin một lần nữa thỉnh ngài có thể đăng đàn thuyết pháp cho chúng con bài học của ngày hôm nay về 12 nhân duyên và con xin kính thỉnh sư phụ cầm mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Thành Tâm cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý Phật tử đang có mặt ở trong room. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi tiếp tục tiếp theo phần Bất Tri Về Đạo Đế.
hình như là chúng ta học cái phần bát chánh đạo đó, bất chi về đạo đế, trong đó có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, mà chúng ta đã học về chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định rồi, phải không quý vị? Chúng ta học chỉ còn có chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến và chánh tư duy chúng ta chưa học. Hôm nay chúng tôi ráng cố gắng giảng chánh kiến và chánh tư duy luôn, không biết nó đủ thời gian hay không. Thôi bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu vào cái thời giảng. Trước khi bắt đầu vào thời giảng thì xin được làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagavan tang bhagavan tang apikwademi sokato bhagavata tammo tammang namassami suppatipanno bhagavato sāvaka sangho sanghang namami lokassana thang vadamuttama hang buddhan chak tammang chak banamami sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia điều phước này đến quý Phật tử. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giá. Kính thưa quý vị, thật sự ra đó, cái phần mà bất tri về cái đạo lộ, bất tri về cái đạo lộ này đó, thì nó phải nói rằng nó rất là quan trọng quý vị, nó rất là quan trọng. Khi mà chúng ta mà chứng đắc đạo quả thì tự động lúc đó là chúng ta biết nhưng mà chúng ta mà có điều một cái điều là chúng ta không biết cái con đường, chúng ta không biết cái đạo lộ, có nghĩa là chúng ta không có biết về trong đạo đế. Thành ra đó chúng ta khó có thể mà chúng ta đến với cái sự chứng đắc được. Thành ra ở trong những cái bài kinh, quý vị thấy rằng nếu mà khi mà đề cập đến cái phần mà bát chánh đạo đó, thì các vị trưởng lão, các vị giải thích một cách rất là tỉ mỉ. Ở trong kinh nói rằng là chỉ có một cái đạo lộ duy nhất có thể đưa đến cái sự tịnh lạc tuyệt đối, thoát ly hoàn toàn mọi cái khổ đau, đó là tu tiến về bát chi đạo, mà phải qua cái pháp môn tứ niệm xứ. Mình tu tiến, mình phát triển bát chi đạo mà mình phải thông qua, có nghĩa là phải đi qua bằng cách gì? Bằng cách chúng ta tu tập tứ niệm xứ. Mà một khi mà mình đã đi mà không đúng cái con đường đó thì dầu cho mình có hành trì, mình có công, mình có nỗ lực đến mấy thì cái cứu cánh niết bàn đó nó vẫn mãi mãi là một cái mục đích rất là xa với mình, nó vẫn mãi mãi là một cái mục đích rất là xa với mình. Thành ra chúng ta thấy rằng là đối với bát chánh đạo rất là quan trọng. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục chúng ta sẽ học về cái phần chánh kiến và chánh tư duy. Khi mà nói đến chánh kiến như thế nào mà được gọi là chánh kiến, thì ở trong tạng kinh Đức Phật cũng nói: này các tỷ kheo, thế nào là chánh kiến? Này các tỷ kheo, tri kiến về khổ, tri kiến về khổ tập, tri kiến về khổ diệt, tri kiến về khổ diệt nào? Đó thì cũng quay lại tứ đế, cũng quay lại tứ đế. Thành ra chúng ta khi nào mà chúng ta có cái tri kiến, chúng ta biết rõ về khổ, biết rõ về cái nhân sanh khổ, rồi chúng ta biết rõ về cái sự diệt khổ, biết rõ về con đường dẫn đến sự diệt khổ, thì Đức Phật nói: này các tỷ kheo, như vậy gọi là chánh kiến. Như vậy gọi là chánh kiến. Thành ra đó bây giờ nếu mà nói trong cái đời sống chúng ta tu tập đó, chúng ta nếu mà nói một người mà có chánh kiến, chúng ta phải hội đủ, chúng ta phải cũng như là có cái pháp học, chúng ta có cái sự học hiểu, học hiểu biết về ở trong chánh kiến nó có mấy phần.
nay thì chúng tôi sẽ chỉ cho quý vị cái cách mà mình giảng lược, mình giảng lược lại cái phần nào mà mình cần phải biết thôi. Đó. Thì nếu mà nói về chánh kiến á, là nó có sáu phần. Thứ nhất á, là chánh kiến về nghiệp. Chánh kiến về nghiệp. Kammasakka. Có quý vị nào ghi giùm chúng tôi không? Kammasakkata sammadhi, chánh kiến về nghiệp. Tại vì quý vị mà ghi lên rồi đó, quý vị mà ghi rồi đó thì một chút nữa chúng tôi giải thích đó, nó rất là dễ. Thứ nhất đó, là chánh kiến về nghiệp đi. Thứ hai á, là chánh kiến trong thiền định. Chúng ta ghi tiếng Việt cũng được. Chánh kiến về nghiệp nè. Rồi Kammasakkata. Nếu mà viết Pali thì là Kammasakkata, dính liền. Chánh kiến trong thiền định nè. Rồi chánh kiến trong thiền quán nè, là thứ ba nè. Đó, thứ tư là chánh kiến trong đạo nè, Magga Samadhi Magga, hay là Magga Samadhi. Thứ nhất là chánh kiến ở trong nghiệp, thứ hai là chánh kiến ở trong thiền định, thứ ba là chánh kiến trong thiền quán, thứ tư là chánh kiến ở trong đạo, thứ năm là chánh kiến ở trong quả. Quả là pha lá đó, pha lá, đạo và quả đó, siêu thế đó. Thứ sáu là chánh kiến trong phản kháng, chánh kiến trong phản kháng, hay là còn gọi một cách mà đúng từ Phật học đó là chánh kiến thuộc trí phản kháng. Chánh kiến thuộc trí phản kháng. Đó thì chúng ta có sáu cái đó. Chúng ta có sáu cái đó. Bây giờ quý vị có thể quý vị sách lại giùm chúng tôi cũng được. Thứ nhất là chánh kiến trong nghiệp, thứ hai là chánh kiến trong thiền định, thứ ba là chánh kiến trong thiền quán, thứ tư là chánh kiến ở trong đạo, thứ năm là chánh kiến ở trong quả, thứ sáu là chánh kiến là trong phản kháng. Có nghĩa là nó thuộc về trí phản kháng. Đó, chúng ta có sáu cái loại này. Thì các vị trưởng lão mới giải thích cho chúng ta đó. Đối với cái phần đạo và quả đó, đạo và quả đó, nó thuộc về siêu thế. Khi mà mình tu tập, mình chứng đắc đến đó rồi đó, là tự nhiên là mình biết được liền. Có nghĩa là mới đầu thì khi mà chúng ta chứng đắc, chúng ta sanh khởi tâm sơ đạo, thì sơ quả nó sẽ sanh theo liền trong vòng, nó không có một cái kẽ hở. Có nghĩa là cái sát na thứ hai là nó tới liền. Đó, thành ra giữa đạo và quả này chúng ta không cần phải tìm hiểu. Rồi một cái điều nữa là khi đó, chúng ta chứng đắc đạo quả nào đó, thì chúng ta diệt trừ được cái kiết sử nào đó, thì chúng ta sẽ biết. Thành ra đó, cái trí mà phản kháng này đó, cái trí mà phản kháng này thì chúng ta cũng không cần, chúng ta cũng không cần biết đến nữa. Đó, thành ra khi mà chúng ta nghe nói chánh kiến nó có sáu lần, chánh kiến trong nghiệp, rồi chánh kiến ở trong thiền định, chánh kiến ở trong thiền quán, rồi chánh kiến ở trong đạo, chánh kiến mà trong phản kháng, có nghĩa là cái trí phản kháng lại đó, thì chúng ta thấy nhiều quá, chúng ta thấy nhiều quá mà toàn là đại đao không à. Thành ra chúng ta nghĩ rằng không biết là sao mà mình hiểu được. Thì các vị trưởng lão nói á, cái này chúng ta đừng lo, cái này chúng ta đừng bao giờ chúng ta lo. Thì tự nhiên khi mà mình tu tập, mình phát triển
à, bát chi đạo lên, à, mình phát triển được bát chi đạo lên, thì lúc đó mình chứng đắc được đạo thì quả nó sẽ sanh à, liền ngay chỗ đó. Đó, thì còn đối với một cái vị mà tu tập mà chúng ta chứng đắc tới đạo cao nào à, hoặc là chứng đắc đến quả nào, tự nhiên cái phản kháng mình biết à, cái phiền não đó mình đã đoạn trừ, cái phiền não đó mình đã đoạn trừ à, hoặc là cái những cái à, những cái tà kiến, hoặc là à, những cái phiền não nào mà chúng ta đoạn trừ mà bằng đạo bằng quả à, đạo là đã đoạn trừ, quả là coi như là dập tắt luôn rồi, cái trí phản kháng của chúng ta thấy là cái điều đó đó, thành ra đó à, chúng ta không cần à, chúng ta không cần tìm hiểu về cái đó nhiều. Vậy thì ở đây nó chỉ còn lại cái gì quý vị, nó còn lại cái gì? Chỉ có ba cái mà chúng ta à, cần phải tìm hiểu thôi à, thì chúng ta mới làm nên được đạo và quả đó. Vậy thì còn lại cái gì? Chánh kiến ở trong nghiệp à, chánh kiến trong thiền định à, chánh kiến trong thiền quán đó. Một người á, mà được gọi là có chánh kiến á, thì coi như là ít nhất á, là chúng ta à, cũng phải có cái gì kammasakata sammadhi, có nghĩa là chánh kiến về nghiệp, có nghĩa là chúng ta tin, chúng ta tin và chấp nhận à, cái chúng ta có ở trong tâm rằng là chúng ta chấp nhận rằng là có nghiệp và quả của nghiệp à, chúng ta phải tin, chúng ta phải chấp nhận rằng có nghiệp và quả của nghiệp. Chúng ta thấy rằng đó, ở trong đời của chúng ta đó, bất kỳ một cái hành động nào được làm với cái sự cố ý, cetana, có cái sự chủ ý, nó đều trở thành nghiệp. Và cái nghiệp này á, nó sẽ tạo ra à, những cái quả tốt hay xấu là tùy theo mình à, tùy theo mình, chứ mình không có đổ thừa ai hết. Chẳng hạn á, như là mình làm những cái ác nghiệp, mình sẽ lãnh những cái quả báo ác. Quý vị thấy rằng á, đối với những cái người mà người ta phạm tội á, thì người ta phải đương đầu với cái gì quý vị? Với cái sự trừng phạt à, những cái tên trộm cướp à, hoặc là à, cờ bạc à, thì mình phạm những cái tội đó đó thì mình phải à, chịu à, những cái sự trừng phạt thôi. Mà thí dụ như á, mà mình không có bị trừng phạt á, thì sao? Thì nhẹ nhất á, là mình cũng có thể là bị xã hội hay sớm hay là những người xung quanh lên án, người ta chỉ trích nó. Nó ảnh hưởng rất là nhiều quý vị. Còn có nhiều người á, và phản kháng không có gờ nha, phản kháng không có gờ, không có ghê, không biết đọc chữ gờ hay chữ ghê. Chúng tôi nhớ là đó là hồi nhỏ chúng tôi học cái chữ đó là chữ ghê ha, chữ ghê. Nha. Quý vị còn nghe rõ không? Dạ, à, cảm ơn quý vị. À, cái từ điển đó nó không có từ điển phải từ điển Phật học kìa Châu Hạnh. Dạ, từ điển phải từ điển Phật học kìa. Từ điển đó. Đó. Đó, thì bây giờ chúng tôi nói đối với cái chánh kiến về nghiệp thì quý vị thấy rằng là chúng ta phải có cái niềm tin đó. Mà bây giờ chúng ta cứ nghĩ đi, bây giờ mà mình mà làm một cái nghiệp xấu, mình thí dụ như bây giờ mình uống rượu, mình cờ bạc rồi đi, thì mình không có, ví dụ như mình không có bị cái, cũng như là mình không có bị vi phạm cái những cái tội ác đi, nhưng mà ở xóm riềng, ở làng, ở xã, người ta cũng dèm pha mình. Nhiều khi nó ảnh hưởng đến con cái nữa quý vị. À, nó ảnh hưởng đến con cái nữa. Đó, nó bị chỉ trích nữa quý vị. Hoặc là quý vị thấy rằng á, mình đối xử với nhau ở trong cái lớp học này nè. Nếu mà mình dùng những cái ngôn ngữ mà nó, cái ngôn ngữ mà nó cứng với người ta đi, thì mình cũng bị đáp trả lại à, bằng những cái ngôn ngữ mà ghê gớm đó. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng có nghiệp và quả của nghiệp. Mà quý vị dùng những cái ngôn ngữ ở trên đây, quý vị thấy không?
Có nhiều khi chúng tôi thật sự ra chúng tôi cũng rất là buồn lòng. À, có những cái lớp học, những cái room, có người này chat lên cái câu đó để móc người ta một cái, rồi bên kia trả lời lại móc lại một cái nữa. Đó, thành ra quý vị thấy rằng cái nhân quả đó nó trực tiếp, là nó có liền. Còn như thế nào? Thí dụ như mình có cây bông cho người ta thì người ta cũng có cây bông cho mình. À, mình có cái nụ cười với người ta thì người ta cũng có một cái nụ cười cho mình. Đó thì quý vị thấy rằng một cái sự mà chào hỏi thân thiện thì chắc chắn mình sẽ có lại được những cái chào hỏi thân thiện đó. Đó thì quý vị thấy rằng mình đối với cái quy luật về cái nghiệp báo này á, thì nó sẽ chiếm ưu thế trong suốt cái kiếp luân hồi của chúng ta. Khi nào mà chúng ta chấm dứt sanh tử luân hồi thôi, chứ quý vị thấy rằng còn sanh tử luân hồi thì cái hành động thiện sẽ đưa đến cái quả báo thiện, mà cái hành động ác thì phải đưa đến cái hậu quả xấu. Đó, do những vậy thì chúng ta thấy rằng là do chúng ta bây giờ chúng ta sống ở trong cái kiếp sống này là do những cái nghiệp ở trong quá khứ mà chúng ta tạo, rồi những hành động ở trong hiện tại, có nghĩa là những cái nghiệp ở trong hiện tại của chúng ta tạo ra. Đó, thành ra đó quý vị thấy rằng á, nếu mà một người mà ở trong cái kiếp sống này chúng ta bị bệnh nhiều, chúng ta bị xấu xí, chúng ta bị nghèo hèn, hoặc là chúng ta sống cô độc cô đơn, thì là tại sao quý vị? Là tại sao? Tại trong ở quá khứ, ở quá khứ chúng ta tạo những cái nghiệp bất thiện nhiều quá, sát phạt, hành hạ, chửi mắng người khác, nói dối đồ này kia, chúng ta làm ở trong quá khứ nó nhiều quá, nó nhiều quá, thành ra bây giờ nó cho chúng ta cái nghiệp như vậy. Chúng ta phải niềm tin chắc, mình phải có niềm tin chắc rằng là cái này là cái nghiệp của mình ở trong quá khứ. Còn tại sao bây giờ ngay trong kiếp hiện tại có những người người ta sống một cái đời sống, người ta có cái tuổi thọ nó dài, hoặc là người ta có đầy đủ sắc đẹp, người ta giàu sang, rồi người ta đông người quay quanh ở trong một cái gia đình, ở trong một cái dòng họ, đi ra đường, đi đến công sở cũng đông người quay quanh bên người ta. Đó thì đó là do nghiệp ở trong quá khứ người ta đã tạo, thành ra bây giờ người ta có cái thân tướng đồ này kia. Đó, thành ra quý vị học ở trong vi diệu pháp á, những cái sắc do nghiệp sanh, những cái sắc do nghiệp sanh là những cái sắc nào? Đó, những cái giác quan của chúng ta, nam tính, nữ tính, những cái sắc đó là do nghiệp sanh. Thành ra chúng ta học là chúng ta phải vận dụng vô liền, chúng ta học chúng ta phải vận dụng vô liền. Đó, thành ra đó, nếu mà chúng ta biết được cái điều này á, chúng ta sẽ không có quán trách, không có quán trách là tại cha mình sanh ra, cha mẹ mình sanh ra như vậy. Cái điều này á, chúng tôi nói á, thật sự ra chúng tôi nói, chúng tôi không biết là nhiều khi là tại sao mà chúng tôi giảng á, một cái đề tài nó mất cái thời gian nó nhiều. Chứ thật sự ra chúng tôi đưa ra những cái trường hợp, những cái thí dụ á, là quý vị biết là thực tế không à. Chúng tôi đã từng gỡ được những cái phiền muộn của cái người Phật tử rất là nhiều quý vị. Cũng như có cái anh chàng đó đó, có cái anh chàng đó đó, biết rằng ảnh sanh ra, ảnh bị nhiều cái bệnh ở trong người, ảnh nhiều cái bệnh ở trong người lắm quý vị. Rồi lúc đó đó, chúng tôi không biết rằng là do cái người mẹ chồng á, là không biết là người ta không có thích người con dâu hay sao đó, là có nghĩa là nội ảnh á mới kêu ảnh lại nói con biết làm sao mà con bệnh vậy nhiều không, là do hồi đó đó mẹ của con á là mang thai con á, là bà ham đi nhảy đầm với uống rượu, thành ra đó bây giờ sanh con ra đó, sanh con ra nó con phải bị mang nhiều cái chứng bệnh. Thì quý vị biết không, cái anh chàng đó ảnh thù mẹ ảnh, ảnh rất là thù mẹ ảnh quý vị, phải nói là chúng tôi dùng cái chữ thù luôn đó. Đó,
Thì lúc cái này á, chúng tôi nói thật với quý vị á, nó cũng có cái lời nói của cái vị tu sĩ xen vô, thành ra làm cho quý vị biết rằng á, cái người mẹ đó đau khổ. Mà cái người mẹ đó vừa hỏi quý vị, mình sanh con trai ra mà bây giờ mà con trai mà nó đi thù mình rồi, rồi mình sao mà mình sống nổi quý vị. Cái người mẹ chỉ có cũng như là nương người chồng, mà khi mà người chồng không còn nữa thì nương tựa người con trai mình đó. Thì khi mà gặp chúng tôi nói không phải, à, không phải anh à, bây giờ á, tôi nói thiệt với anh á, nếu mà trong quá khứ á, mà anh tạo những cái nghiệp thiện nhiều á, bây giờ tôi cho bà, giờ bà mang thai mà bà chạy đua luôn cũng nhầm nhòi nữa. Có nghĩa là mình chỉ hưởng thôi, ảnh hưởng tí xíu thôi, chứ không có thể nào mà mình đổ thừa hết cho người mẹ được đó. Cái này á, là do nghiệp của mình, là do nghiệp của mình tạo trong quá khứ. Cái người mẹ đó là cái người cộng nghiệp chung, là cái người mẹ là người cộng nghiệp chung, thì anh ta mới hỏi chúng tôi là cộng nghiệp mình như thế nào. Thí dụ như giờ anh thấy không, có những cái gia đình người ta rảnh lắm, người ta mướn một chiếc tàu ra, nguyên một dòng họ, nguyên một gia đình của người ta, rồi người ta đi nghỉ ở trên biển, rồi cái người mẹ đó thì cho con mình với cháu mình câu cá. Thì chúng tôi nghe nói rằng ở bên nước ngoài á, người ta câu lên á, người ta không có bắt về người ta ăn, người ta câu lên chơi người ta thả xuống, người ta không có thiếu ăn giống như ở những cái xứ khác đó. Thì quý vị thấy rằng ở trên cái chiếc tàu đó người ta đi nghỉ mát đó, đó thì như là ông nội bà nội hoặc là ông ngoại bà ngoại cũng ở trên chiếc tàu đó, rồi để con mình rồi cháu mình rồi nó câu cá chơi đồ này kia đó. Thì nếu mà thí dụ như ở trong quá khứ anh là cái người câu, mà anh là cái người câu thả lên thả xuống, thành ra giờ anh phải mang những cái chứng bệnh đó, anh hành hạ người ta mà, thì nhiều kiếp sống nó trải qua như vậy đó. Thì cái người ở trong quá khứ á, thí dụ như là ông bà của anh là cũng vui, mà cũng vui kệ nó, sáng mình ra mình ngắm mặt trời, con mình nó câu cá nó vui chơi gì kệ nó đó. Rồi thành ra bây giờ á, thì cái người mẹ anh sanh ra là anh bị những cái chứng bệnh này kia đó, thì còn bà ta bà cũng cộng nghiệp vậy, bà cũng đau lòng vậy, đẻ ra đứa con vậy cũng đau lòng, mang nặng đẻ đau, rồi đẻ ra rồi gặp cái người con mình bị vậy, là điều cộng nghiệp chung hết. Chứ không phải anh đừng có nghe lời anh đừng có nghe lời ai mà nói rằng là tại mẹ mình hết. Thành ra đó quý vị thấy rằng chúng ta phải có một cái chánh kiến về nghiệp và quả của nghiệp. Còn nếu mà như mà mình sanh ra mình đầy đủ đầy đủ giác quan đầy rồi, mình được đẹp, mình được mọi người người ta ưu mến vân vân, thì cũng là do nghiệp mình ở trong quá khứ mình tạo những cái nghiệp thiện đó. Thành ra đó, ở ngay cái chỗ này, đối với cái chánh kiến về nghiệp, thì ở đây chúng ta thấy rằng là đối với cái nghiệp xấu hoặc là cái nghiệp tốt mà chúng ta đều phải chấp nhận. Nhưng mà có một cái điều ta biết ở trong Phật pháp này, chúng ta biết cái nghiệp đó là cái nghiệp xấu không làm nữa, biết cái nghiệp này là cái nghiệp tốt, chúng ta ráng chúng ta phát triển lên. Thì ở trong kinh vị trưởng lão các vị thích cái điều này là đối với chánh kiến về nghiệp thì không bắt chúng ta không cần phải sanh lên cái tệ quán gì để mà chúng ta thấy được cái nghiệp này. Có nghĩa là cũng như bây giờ tất cả chúng ta ở trong cái lớp học này, đối với cái chánh kiến về nghiệp á, là mình tin hay là không tin thôi. Không cần phải nói phải đi hành thiền, tôi phải đi hành thiền tôi coi cái này là tôi mới tin được hay là không tin được đó. Quý vị công nhận với chúng tôi không, cái chánh kiến về nghiệp nè, cái đầu tiên này nè đó, cái đầu tiên này nè, bây giờ quý vị thấy rằng quý vị có cần phải đi hành thiền không, quý vị có cần phải đi hành thiền không mà không đó. Bây giờ chúng tôi nói là ở trong quá khứ quý vị có tạo cái thiện nghiệp gì đó, quý vị sanh bên Mỹ, còn những người bên Việt Nam tạo cái nghiệp gì đó nó sanh bên Việt Nam đó. Bây giờ nó nóng quá chịu không nổi nè,
hay dẫn khoát đó. Thành giờ quý vị tin, tin chúng ta chỉ cần tin mà không tin thôi, chứ không cần phải tệ xen vô, trí tuệ xen vô gì đó. Đó rồi, khi mà chúng ta tin cái điều này rồi thì sao quý vị? Đó, chúng ta mới tu tập. Mình có niềm tin rồi mình mới tu tập, thì có niềm tin rồi đó thì tiếp tục đến là chánh kiến ở trong thiền định, chánh kiến ở trong thiền quán. Đó, khi mà chúng ta tin về nghiệp rồi thì vậy thì chúng ta mới tu tập. Chúng ta tu tập bằng cách nào? Chúng ta tu tập bằng cách nào quý vị? Có nghĩa là đối với cái người cư sĩ, đối với cái tử, khi mà chúng ta đến với chúng ta tu tập ở trong thiền định thì cái điều trước tiên á là chúng ta phải có tam quy và ngũ giới. Tam quy và ngũ giới thì thật sự ra đó quý vị là coi như là quý vị ở ở xa chúng tôi mới giảng cái điều này, chứ không thôi quý vị ở, nếu mà ở chùa ở gần gần chúng tôi là chúng tôi không có giảng cái điều này. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là quý vị thấy rằng cái người mà có quy là như thế nào. Thí dụ như quý vị nghe chúng tôi nói về chánh kiến là nghiệp đó, thì quý vị có niềm tin, có niềm tin, thì lúc đó quý vị đứng trước một cái chỗ nào đó, nếu mà có cái tượng Phật thì tốt, còn không có cái tượng Phật đó, thì mình hướng tâm về cái tượng Phật mà mình đã gặp hồi lúc nào, thì lúc đó đó mình chỉ cần mà mình hướng tâm đến Đức Phật, mình phát nguyện từ đây cho đến trọn đời mình xin quy ngưỡng hay là quy y Đức Phật, quy y giáo pháp, quy y tăng chúng, đệ tử của Ngài đó, thì đó là mình chỉ hướng tâm đến là mình có cái chỗ để mà mình quay về, mình nương tựa nó vững chắc rồi đó. Còn thí dụ như mấy vị ở gần ở chùa của chúng tôi đó, thì chúng tôi không có chỉ cho mấy vị cái điều này, phải chỉ cho quý vị là coi như là muốn quy y phải không, là ở đây rồi mua cái bánh kem vô, rồi mua mớ bông hồng ha, làm cái này kia vô, rồi là ở đây rồi có mớ đường chút đỉnh đây, tứ vật dụng đồ này kia, rồi là đi vô đây sự làm lễ quy y, mới có bánh kem ăn, chứ chỉ ai cũng chỉ như vậy hết, lấy gì có bánh kem ăn đó. Thành ra quy y cũng có nhiều cách quy y, mà chỉ cũng phải có nhiều cách chỉ quý vị, chỉ phải có nhiều cách chỉ quý vị chứ, phải không? Quý vị bên Mỹ thì chỉ bằng cách này, tại vì quý vị đâu dạ đó. Thành ra đó, cái người mà khi mà chúng ta có chánh kiến về nghiệp rồi, có chánh kiến về nghiệp rồi thì chúng ta phải đó, bây giờ chúng ta chỉ đi hành thiền. Chúng ta đi hành thiền thì chúng ta có tam quy rồi, chúng ta có ngũ giới, có tam quy, có ngũ giới. Đối với người cư sĩ, tam quy, ngũ giới, hoặc là tam quy bát quan trai giới, hoặc là tam quy thập giới cũng được đó. Còn đối với một cái vị tỳ kheo, các vị trưởng lão dạy cho các vị sư, bây giờ những cái vị sư nào còn hoài nghi, khi mà mình đi hành thiền mình còn hoài nghi về cái sự thanh tịnh giới của mình đó, thì cái vị đó phải cố gắng thọ trì giới, hoặc là sám hối, hoặc là biệt trú, nói chung là những cái điều đó đó, những cái điều đó thì thuộc về của các vị sư. Thành ra chúng ta không cần tìm hiểu nhiều đó. Rồi lúc đó chúng ta có chánh kiến về nghiệp rồi, chúng ta có giữ giới, có tam quy rồi, thì chúng ta chỉ tìm một cái đề mục nào đó, chúng ta tìm một cái đề mục nào đó, chúng ta tu tập, chúng ta tu tập đến chi vị, chúng ta tu tập để mà chúng ta phát sanh được định hay là cận định, hoặc mà thấp nhất, tệ nhất là chúng ta cũng phải là có được cái gì quý vị, được sát na định, được sát na định, thì chúng ta được sát na định hay là chúng ta được cận định gì đó thì chúng ta cũng thấy rõ những cái chi thiền, những cái chi thiền, hoặc là chúng ta tu tập như hồi
hồi bữa mà chúng tôi nói với vị, chúng tôi giảng với vị trong cái phần chánh định đó, chúng ta tu tập, chúng ta cứ ngồi ở đó mà chúng ta tu tập. Thí dụ như mình theo dõi hơi thở, mình quán về hơi thở, thì mình cứ tu tập về hơi thở. Người nào phân tích về 32 thể trược hoặc là tứ đại thì cứ theo cái đề mục đó mà chúng ta tu tập. Giống như là người mà người ta thừng quá một cái con trâu hoang vậy đó. Cái con trâu hoang thì quý vị biết rằng là nó dùng dãy tới cỡ nào. Thì cái tâm của chúng ta lúc mà chúng ta tu tập về thiền nó cũng dùng dãy như vậy. Nhưng mà chúng tôi bảo đảm với quý vị, nó dùng dãy một hồi nó mệt là nó yên nó cũng giống như con trâu hoang. Thành ra bởi vậy chúng tôi phải nói rằng là nếu mà nói về pháp bảo, nói về Đức Phật hoặc là các vị trưởng lão, chúng tôi nghĩ rằng ở trong đời này chúng tôi mang ơn vô cùng. Thì khi mà mình đọc mà mình học với các vị rồi đó, thì khi mà mình đi thực hành đó, thì mình mới thấy thiệt cái tâm của mình đó, cái lúc mà vô tu đó, là coi như là nó suy nghĩ đủ thứ, nó tìm cách nó thối lui, rồi nó thối lui không được, rồi nó suy nghĩ chuyện này, nó suy nghĩ chuyện kia. Rồi có một lúc đó tự nhiên mình nhìn lại thấy, ủa bây giờ nó hết suy nghĩ rồi, bây giờ là nó theo cái đề mục hơi thở mình tu tập rồi. Đó, thành ra đó, sau khi mà thực hành đó, thì mình thấy đúng, thật sự ra mình cảm ơn, mình cảm ơn đối với các vị rất là nhiều. Ngay cả những cái gì mà chúng tôi biết được đó, quý vị biết cũng nhờ huynh đệ rất là nhiều. Quý vị biết rằng những cái chuyến mà chúng tôi đi qua bên Miến Điện đó, chúng tôi đều có cái sự sắp xếp sẵn, đều tìm một cái vị sư bạn của mình, một cái vị sư bạn thân của mình biết về ngôn ngữ Miến Điện, biết về ngôn ngữ Miến Điện nha quý vị. Rồi chúng tôi nói với những người ở trong đoàn mà cái vị sư này sẽ đảm trách về cái phần mà hướng dẫn cho mình ở bên cái xứ Miến Điện này, và còn thêm luôn một cái phần là chúng ta gặp những ngài tam tạng, chúng ta có thắc mắc gì, hoặc là chúng ta gặp những vị thiền sư, chúng ta có thắc mắc gì, chúng ta nói tiếng Việt cho vị này nghe, vị này sẽ hỏi lại bằng tiếng Miến Điện với các ngài trực tiếp, cái trả lời bằng tiếng Miến Điện, xong vị sư này chuyển ngữ qua tiếng Việt cho mình nghe. Đó, thành ra quý vị nên trân trọng, nên trân trọng những cái vị sư này, chứ không thôi thì quý vị biết rằng là không có ai, không có ai chuyển ngữ cho mình. Đó, thành ra trong những cái chuyến chúng tôi qua bên Miến Điện, chúng tôi đều sắp xếp, đều có cái sự phòng thủ. Đó, rồi cái người mà có cái chánh kiến trong thiền định là như thế nào quý vị? Lúc bấy giờ cái tâm của cái vị đó được an tịnh rồi, được định tâm rồi, thì định tâm ở trong cái phần nào cái vị đó biết rõ. Thí dụ như đối với cái người mà có cận định, đối với cái người có cận định, cái vị đó biết được tầm tứ hỷ lạc ở trong tâm của mình bây giờ, do những cái chi thiền này, những cái chi thiền này nó đã phát triển ra và nó áp chế ở trên đâu, nó áp chế ở trên cái đề mục mình tu tập. Thí dụ như lúc đó quý vị tu tập về cái đề mục hơi thở thì tầm tứ hỷ lạc, nếu mà đối với cận định, tầm tứ hỷ lạc nó áp chế vô cái hơi thở của quý vị rồi, có nghĩa là nó đi theo sát. Chúng ta bây giờ cũng như là nãy giờ quý vị đeo chứ quý vị đâu có tắt thở, nhưng mà mình không có biết gì về hơi thở của mình hết. Nhưng mà cái người mà có cận định rồi á, người ta biết rõ, người ta biết rõ cái hơi thở đó nó như thế nào, nó nóng hay là, cũng như là quý vị thấy rằng hơi thở của mình á có đất nước lửa gió trong không? Có, trong hơi thở của mình có đất nước lửa gió ở trong đó. Tại vì sao? Tám sắc bất ly mà. Vậy thì quý vị có phân biệt ra được cái chất đất ở trong đó không? Mình có phân biệt được cái chất đất ở trong đó không? Được quý vị, được. Quý vị thấy rằng là cái chất đất ở trong đó là như thế nào? Có nghĩa là có lúc là mình thở ra, mình thấy cái hơi thở của mình nó nặng,
là do cái chất đất nó nhiều, đặc tính của đất á, nó là cứng mềm, nó là cứng mềm, thì khi mà cái chất đất á, nó tăng thịnh, nó tăng thịnh thì nó xúc chạm như cái vành mũi của mình hoặc là cái vành môi trên của mình á, nó hơi mạnh hơn. Cũng như quý vị thấy rằng á, đối với ở trong một cái dòng nước lũ á, tại sao xô ngã, tại sao mà nó xô ngã cây cối hoặc là nó xô ngã những cái vách ngăn đồ này kia, là do cái dòng lũ nó mang theo cái chất bùn, chất đất nhiều, thành ra nó mới xô ngã được, nó cái sức mạnh nó mới xô ngã được. Thì đối với cái hơi thở của chúng ta cũng vậy đó. Thì cái vị mà người ta tu tập về thiền, mà người ta có chánh niệm, thí dụ như người ta tu tập về hơi thở, thì người ta biết được là người ta biết được cái hơi thở của người ta trong cái khoảng thời gian đó nó như thế nào, người ta biết được nó cái chất lửa nó nhiều, nó nóng lạnh nhiều đó, hay là cái chất đất nó nhiều. Chỉ có cái chất nước là chúng ta không biết thôi, tại vì cái đặc tính của nước là nó là kết dính, nó là quến tụ, nó là dính. Mà cái chất nước đó là khi mà chúng ta là một cái vị mà coi như là cái trí của chúng ta, cái tuệ của chúng ta nó rất là nhạy bén, nó mới biết được cái chất nước đó. Còn đối với đất, lửa, gió là chúng ta phân biệt được. Xin lỗi quý vị. Đó, thành ra cái chánh kiến ở trong thiền định có nghĩa là gì? Có nghĩa là lúc đó chúng ta biết rõ hết, chúng ta biết rõ hết những cái chi thiền, những cái chi thiền. Khi mà ở trong cận định thì cái chi thiền đó nó sẽ áp sát vào cái đề mục mà mình tu tập. Thì ví dụ như quý vị tu tập cái đề mục nào thì sẽ áp sát vào cái đề mục đó. Quý vị biết không, hồi xưa, hồi mà cách đây mười mấy năm, chúng tôi ở chùa chúng tôi vui lắm. Cái lúc đó chúng tôi không có, cách đây cỡ chừng 15 năm ở chùa của chúng tôi á, là coi như là chúng tôi không có dạy học, cũng như là lúc đó chúng tôi đang ở trong cái thờ mà mình học chứ không phải là mình dạy người ta. Thành ra có những cái người đó, người ta đi lợi, người ta trình pháp nó vui lắm. Hỏi gì chứ, hỏi chứ có tu, chú có tu thiền không? Nó có. Chú tu đề mục hơi thở rồi vậy, nó có phát sanh gì không? Cũng như là nó có, chú có phát triển được cái gì không? Kêu nó có gì sao không có, sư trợ nó tu tập mấy chục năm nay ta sao mà không có. Cái nói có gì kể sư nghe coi. Cái ông nói sư biết không, tối con ngồi con tu nha, con ngồi con tu một hồi, một tiếng một hồi sau là sư biết không, cái hào quang nó phát sáng. Hỏi phát sáng đâu chú? Dạ phát sáng ngay chỗ giữa hai cái chặng mày nè, ngay chỗ giữa tâm tinh nè, ngay chỗ hai chặng mày nè. Chúng tôi nói trời ơi, sao mà tu cái gì mà tu cũng ghê vậy trời, tu cái đề mục hơi thở mà sao mà cái hào quang nó phát sáng giữa hai trận mài ghê vậy trời, giữa tâm tinh. Nó nói thôi ông ơi, chặt lớp rồi ông ơi, mình tu cái đề mục hơi thở mình nó ra vô ngay chỗ mũi á, thì cái gì á, nó phát sáng hoặc là cái nói chung là nó có những cái hiện tượng gì thì nó đều ở ngay chỗ hơi thở, nó đều ở chỗ hơi thở ra hơi thở vô, tu ngay lỗ mũi mà nó phát ở đâu, ở trên tâm giữa tâm tinh, làm như là ông đọc ở trong kinh là Đức Phật phóng chặn hào quang sâu sáng địa ngục. Thành ra hồi đó chúng tôi ở trong chùa đó nó vui lắm nha. Lúc mà học xong rồi đó, giữa chiều có nhiều người người ta nói chuyện, mà chúng tôi nói là ở trên trời ở dưới đất không à. Đó, thành ra đó,
chúng ta tu tập mà chúng ta có cái chánh kiến á, là chúng ta có cái chánh kiến là chúng ta hiểu rõ giờ mình tu cái đề mục nào đó ở đâu thì nó sẽ phát triển đó, chứ chúng ta không có tu ngay lỗ mũi mà nó phát triển ở đâu, ở trên trán đó đó. Hoặc là trở lại cái vấn đề mà chúng tôi đang nói, cái người mà tu tập người ta đến cận định, người ta biết là tâm người ta có tầm tứ hỷ lạc, tầm tứ hỷ lạc thôi đó. Còn cái người mà tu tập mà người ta có an chỉ định rồi, à, có nghĩa là cái định kiên cố rồi đó, lúc đó chẳng những có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, có định, rồi người ta còn phân tích được những cái tâm sở khác nữa, mà người ta phân tích được một cách rõ ràng, người ta phân tích được một cách rõ ràng nha quý vị. Rồi khi mà người ta phân tích rõ ràng như vậy đó thì mình gọi là cái người đó, người ta có chánh kiến, người ta có chánh kiến ở trong thiền định. Rồi khi mà người ta tu tập á, mà người ta có được chánh kiến ở trong thiền quán, có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là khi mà tu tập như vậy rồi, khi mà người ta xuất thiền, có nghĩa là người ta xuất khỏi thiền định, xuất khỏi thiền định á, thì lúc đó người ta quán xét, người ta quán xét rằng là ở trong cái sự tu tập của người ta đó, biết rằng là mình có được những cái điều này, thí dụ như tâm mình quán, mình thấy hơi thở đồ này kia, người ta phân biệt được danh sắc danh, người ta phân biệt được cái nào là danh, cái nào là sắc. Rồi sau khi mà người ta phân biệt ra chi tiết, rồi người ta sẽ tổng hợp lại đó là ngũ uẩn nữa. Rồi khi mà người ta biết được đó là ngũ uẩn, rồi người ta biết được cái ngũ uẩn này á, là do đâu mà có, cái ngũ uẩn này là do đâu mà có quý vị, là do vô minh, do tham ái, đó. Người ta có cái kinh nghiệm, đối với thiền định người ta cũng có kinh nghiệm, mà đối với thiền quán người ta cũng có kinh nghiệm đó. Thành ra bởi vậy mới nói rằng là cái người mà người ta tu tập, cái người mà người ta tu tập á, thì người ta sẽ biết được, người ta xin lỗi vì chờ chúng tôi chút xíu. Dạ, quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Rồi, dạ, cảm ơn quý vị. Thì chúng ta tu tập về thiền định, chúng ta cũng biết được những cái chi thiền này là do nó áp sát vô đâu, rồi chúng ta tu tập, chúng ta biết được ở trong cái trạng thái tâm của mình là cận định hay là an chỉ định hay là sát na định, thì là mình có chánh kiến ở trong thiền định. Rồi cái người mà người ta tu tập mà người ta có chánh kiến ở trong thiền quán, người ta biết là toàn bộ mình thấy những cái gì mà nó phát sanh lên, nó thấy ở trong cái lúc mình tu tập, thì mình gom lại nó cũng là ngũ uẩn, hay nói một cách khác là ngũ thủ uẩn. Mà ngũ thủ uẩn này á, là do đâu có? Là do vô minh, do tham ái, do thủ, do các hành, do các nghiệp đó. Chúng ta có chánh kiến trong thiền quán là chúng ta thấy đủ những cái này hết, chúng ta thấy đủ hết, gọi là có chánh kiến ở trong thiền quán. Rồi như thế nào nữa? Khi mà chúng ta có chánh kiến trong thiền định, có chánh kiến ở trong quán đó, thì chúng ta tiếp tục, chúng ta phát triển thêm lên. Có nghĩa là chúng ta tu tập theo cái đề mục chúng tôi đang nói về cái đề mục hơi thở, thì lúc đó mình thấy những cái trạng thái, những cái âm thanh, những cái trạng thái, những cái gì cũng vậy đó, chúng ta đều ghi nhận hết, chúng ta đều ghi nhận hết. Nếu mà chúng ta ngồi chúng ta tu tập á, mà những cái trạng thái đó mà nó xảy ra đó mà chúng ta không ghi nhận được, thì gọi là chúng ta gì quý vị? Gọi là chúng ta thất niệm, gọi là chúng ta thất niệm. Thì khi mà chúng ta thất niệm thì sao? Thì nó sẽ trở về cái gì quý vị? Cái tâm ưa thích hay là tham, cái tâm ưa thích hay là nó tham. Rồi từ cái ưa thích, cái tham đó, thì nó phát triển thành cái sự chấp thủ, chấp thủ.
mà hãy mà nó chấp thủ thì lúc đó nó sẽ có những cái hoạt động mà bằng cái lời nói hoặc là bằng cái hành động hoặc là bằng cái ý suy nghĩ của mình. Rồi hãy mà cái ý suy nghĩ của mình những đó là thân quý đó mà nó thuộc về mà thiện thì nó tạo ra cái kết quả thiện, mà hãy mà nó bất thiện thì nó tạo ra cái kết quả bất thiện. Đó thì đó là chúng ta thấy biết là đúng thực tại, đúng như là luôn, mà đúng như là luôn đó. Thì khi mà chúng ta có chúng ta muốn có được cái điều này á, thì chúng ta phải như thế nào? Trước là chúng tôi đi nhắc lại là quý vị phải có cái sự mà hiểu biết đúng đắn, có nghĩa là chánh kiến. Thì ở trong cái phần đầu tiên á, chúng ta thấy rằng trong chánh kiến nói nhiều chánh kiến về nghiệp, chánh kiến trong thiền định, chánh kiến trong thiền quán, chánh kiến đạo, chánh kiến quả, rồi trí phản kháng đó. Thì bây giờ những cái đạo và quả với phản kháng á, chúng ta để qua bên, tới đó là tới Kali là chúng ta sẽ biết Kali là nó đẹp, hay là tới đâu, tới biển gì đó là chúng ta biết ở chỗ đó nó đẹp à. Đó, rồi thôi mình khỏi cần biết cái chỗ đó. Thì trước tiên mình chỉ cần có niềm tin với nghiệp và quả của nghiệp. Rồi, có niềm tin rồi, mình đi tu tập. Mình tu tập thì khi mà vô mà mình hành thiền, mình biết rằng là cho dù là ngày hôm qua quý vị phát sát sanh, kệ, không sao. Đó, bây giờ tôi vô tôi tu tập, tôi phát nguyện từ đây cho đến trọn đời tôi quy y Đức Phật, quy y giáo pháp, quy y tăng chúng của Ngài. Đó, tôi nguyện là có mệnh hệ gì đến tôi nữa, tôi cũng không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó là mình có cái giới nó vững chắc. Đó, rồi bắt đầu mình ngồi, mình chọn một cái đề mục nào đó mình tu tập, cái đề mục hơi thở là cái đề đó tùy theo cái cá tánh, cái cơ tánh của mình đó. Rồi chúng ta ngồi chúng ta tu tập, khi mà chúng ta tu tập như vậy rồi, cái tâm của chúng ta nó sẽ ghi nhận, hễ mà chúng ta có cái đau, cái nhức nào, hoặc là chúng ta ví dụ như bây giờ chúng ta thấy rằng mình có cái đau, cái nhức thì mình có chánh kiến là mình phải quán sao quý vị, do mình có cái thân, do mình có cái chân, do mình có cái thân này nè, cái này là nó do cái nghiệp nó hình thành đó. Thì cũng trở lại như hồi bữa mà chúng tôi nói, quý vị ngồi, quý vị tu tập cũng được, đứng cũng được, nằm cũng được, quý vị phải chia điều bốn quan nghi ra, chia điều bốn quan nghi ra. Đó, thì chúng ta phải biết rằng là sau này chúng ta không thể nào chúng ta ngồi hoài được đâu. Đó, 60 tuổi rồi, 50-60 tuổi rồi, không có thể nào ngồi hoài được. Đó, thì chúng ta lúc đó chúng ta phải sử dụng tới với quay nghi nằm, hoặc là quay nghi đứng, hoặc là đi. Đó, thì những cái trạng thái mà nó đau, nó đau ở chân của mình, ở trong tay của mình, ở trong lưng của mình, thì mình biết rằng là do cái mình có cái thân này, mà cái thân này do nghiệp nó hình thành đó, thì chúng ta ghi nhận vậy thôi, chúng ta ghi nhận vậy thôi. Đối với cái dụ như cái sự thấy của mình thì mình biết dễ rồi, hỏi sao mà mình thấy vậy, thì tôi có con mắt là cái hình ảnh đó nó trước mặt tôi rồi tôi mới thấy đó. Thì những cái đó thì mình thấy mình dễ nhận ra, mình khi mà thấy, nghe, ngửi, nếm thì mình thấy nó dễ nhận ra. Còn khi mà đụng hoặc là đau, cái sự xúc chạm đó, thì mình khó phân biệt, mình không chịu. Tại vì sao? Mình không chịu là ở trong, bây giờ hỏi sao mà mình đau cái chân quá, hoặc là đau cái xương lưng quá, xương vai gì đó. Mình không có chịu rằng là ở trong quá khứ là mình tạo cái nghiệp bất thiện. Mình không chịu ở trong quá khứ mình đã từng bẻ chân cua rồi bẻ càng cua gì đó, mình không chịu về cái điều đó. Đó, thành ra đó, ở trong cái thấy, cái nghe thì mình phân tích hay, mình phân tích được. Còn giờ mà hỏi làm sao mà cái thân mình đau quá, mình không chịu là ở trong quá khứ mình tạo những cái nghiệp bất thiện. Đó, thành ra quý vị thấy ngay cả Đức Thế Tôn của chúng ta không? Đó, ngài Đức Thế Tôn có lúc ngồi giảng,
Rồi Đức Thế Tôn kêu Ngài ra lấy cái y tăng già lê trải ra cho Ngài nằm nghỉ. Đó, vì Ngài đau cái xương sống, đau cái lưng quá. Thì ở trong chú giải nói rằng đó là do tiền thân của Đức Phật của chúng ta ngày xưa cũng làm võ sĩ, làm võ sĩ, thành ra đó rồi Ngài thấy cái vị võ sĩ ở bên làng bên mà qua bên đây rồi hống hách rồi hạ gục những bên làng của Ngài, rồi Ngài cũng lên thượng đài. Ngài lên thượng đài, Ngài nắm cái vị võ sĩ ở làng kế bên, Ngài nắm, Ngài quay quay người ta cõng ngược cái đầu xuống, Ngài giọng xuống một cái là coi như là gãy xương hết, gãy xương hết. Rồi lúc đó Ngài mới, Ngài vừa có nghề võ mà Ngài vừa có cái tài làm thuốc nữa. Thành ra Ngài làm thuốc, Ngài đắp cho người ta trong vòng 24 tiếng đồng hồ, có nghĩa là trong vòng một ngày Ngài lạch cát đốt xương đó. Đó, rồi Ngài dạy cho cái vị võ sĩ đó là đừng nên kiêu căng hống hách. Thắng người ta rồi thôi, đừng kiêu căng hống hách. Tại vì mình giỏi thì có người khác, người ta giỏi hơn. Đó, thành ra quý vị thấy rằng do cái nghiệp đó là cái nhân quá khứ. Rồi ở trong cái nhân hiện tại là ngày 6 năm khổ hạnh đường già. Thì quý vị nghĩ đi, mình mà có cái, mình có nghiệp bất thiện ở trong quá khứ rồi gặp bây giờ mà mình khổ hạnh nữa là thôi, là coi như là nó trổ liền. Đó, cũng như là quý vị ngày xưa mình từng làm dâu ở trong quá khứ đi. Ví dụ như ở trong quá khứ quý vị cũng đã từng làm dâu, quý vị mằn cá mằn gà, quý vị cắt cổ đồ này kia, hoặc là quý vị đập đầu cá bạch bạch gì đó. Đó, ở trong quá khứ đó. Rồi bây giờ sanh đời này, rồi mình coi như là tắm mưa hoặc là trời lạnh mình không giữ ấm này kia, rồi mình nóng quá mình đi tắm đồ này kia, thì coi như là nhân quá khứ và nhân hiện tại nó sẽ trổ, nó sẽ gặp nhau, nó trổ liền, nó làm cho mình bị có bệnh liền, cái bệnh nó phát sanh đến mình một cách dễ dàng. Đó, thành ra đối với cái người mà tu tập về thiền thì người ta quán lúc mà thấy mắt thấy cảnh sắc đồ người ta quán được, nhưng mà đối với thân đau nhất á, thì người ta không có dám quán, có nghĩa là người ta không chấp nhận rằng là mình có những cái nghiệp bất thiện ở trong quá khứ. Đó, thì một người mà đối với cái sự chuyển động những cái trạng thái gì của thân tâm, cái vị đó đều ghi nhận được hết, thì coi như là vị đó có chánh niệm. Còn với cái người mà không có ghi nhận được thì gọi cái người đó niệm. Mà hãy mà cái người đó thất niệm thì sao quý vị? Thì lúc đó cái bản chất thật của hồi xưa giờ nó sẽ sanh lên, có nghĩa là ưa thích rồi thái, rồi từ đó phát triển thành cái sự chấp thủ. Rồi từ cái sự chấp thủ rồi đó thì chúng ta sẽ tác động đến thân khẩu ý. Mà hãy mà thân khẩu ý đó nó làm thiện thì nó cho cái kết quả thiện. Ví dụ như giờ quý vị ngồi, quý vị hành thiền mà mình bị thất niệm, mình nói thôi mình cũng tu như đây cũng được tốt rồi, mình cũng có trí ha, mai mốt mình đi ra mình làm ăn, thôi mình đi về công sở mình làm việc, hoặc là mình coi lên mạng mình coi buôn bán online gì, lúc này buôn bán online ở trên mạng cũng rần rộ đồ này kia đó, rồi thôi giờ mình cũng đi lên trên đó mình hành thiền như đây đủ rồi, 31 tiếng đồng hồ được rồi, bây giờ lên học cái mua bán online trên mạng chứ đang mua bán kiếm chút đỉnh thôi. Đó thì chúng ta cũng hành thiện quý vị, chúng ta cũng hành thiện, chúng ta cũng hành thiện. Đó, nhưng mà trong đó gọi là chúng ta bị thất niệm, trong đó gọi là chúng ta thất niệm. Thì chúng ta cũng có những thiện, nó cũng có cái quả báo thiện. Còn bây giờ đó, mà mình hành mất niệm, rồi mình bị tham đắm, bị chấp thủ, nó chi phối. Thì bây giờ cái mình sanh ra mình thấy tâm mình nhìn cái người đó mình không có thích, mình không có quan hỷ, không có ưa vân vân, rồi mình có những cái lời nói này lời nói kia, lời nói này lời nói kia, thì là mình tạo thân khẩu ý bất thiện, mình tạo thân khẩu ý bất thiện. Đó thì một người mà người ta biết được cái thực tại, người ta biết được cái diễn tiến như vậy đó, để mà người ta tránh được thì coi như là chúng ta tu tập có chánh kiến đó. Còn nếu mà chúng ta tu tập mà không được như vậy đó thì gọi là chúng ta
bị vướng vào cái tà kiến, chúng ta không có biết cái con đường chánh kiến. Vậy thì ngày hôm nay chúng tôi cố gắng chúng tôi giảng về chánh kiến và chánh tư duy thì chắc không có kịp, không có kịp rồi quý vị. Thành ra chúng tôi chỉ bây giờ hết giờ rồi quý vị. Chánh tư duy nó cũng nhiều rồi, thôi để kỳ sau, hẹn lại quý vị kỳ sau ha. Bây giờ cái phần này chúng tôi xin được kết thúc ha. Dạ. Vậy thì với cái phần phước mà chúng con đã tạo được, xin thành tâm dâng đến Chư Tôn Đức Tăng và xin chia cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam thiền nữ. Và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, chư thiên, các vị chư thiên Long Vương, Càn Thác Bà, Ngã Quỷ, Atula, những chúng sanh Dạ So, những chúng sanh Phúc Mạch, Phúc Mài, chư thiên Chúa Diêm Vương, chư vị thầy tổ đã quá giảng nhiều đời, nhiều kiếp hoặc trong hiện tại này. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Ngài Sa Thú, Sa Thú. Bây giờ gửi mic đến quý vị. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Và Nguyên Như xin thay mặt lớp học kính tri ân sư phụ Pháp Tính đã giảng dạy cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Và bây giờ xin quý vị có câu hỏi. Và Nguyên Như xin mời Nguyên Trang ạ. Như xin nhường mic lại cho chị. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ con Nguyên Trang, một lần nữa con kính đảnh lễ quý sư và con kính chào đạo tràng. Dạ kính thưa sư, hồi nãy con có nghe sư nói về giới đó sư, là có ngũ giới rồi bát quan trai giới rồi mười giới. Dạ sư có thể chỉ dạy thêm cho con về cái mười giới đó sư, là thêm hai cái gì vậy sư? Dạ con kính dâng mic lại cho sư ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ sa thú, sa thú lành thai. Ngũ giới là chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Rồi còn bát quan trai giới đó thì chúng ta chúng ta có nghĩa là cái người đó người ta thọ trì bát quan trai giới, có nghĩa là người ta chuyển cái giới không tà dâm thành cái giới không có thông dâm, là cái điều đó. Rồi người ta không ăn phi thờ, người ta không ăn phi thờ, người ta không, là cái thứ sáu, cái thứ bảy là người ta không có trang điểm, trang điểm hoặc là người ta đi nghe múa hát hoặc là tự mình múa hát, đó là cái điều thứ bảy, cái giới thứ bảy. Cái giới thứ tám là cái người đó người ta tránh cái chỗ nằm, nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Thì ở trong cái chỗ này đó, không phải là chúng tôi sẵn thì chúng tôi cũng nhắc quý vị, chúng ta có cái giường nó cao thì chúng ta nằm, nhưng mà chúng ta nằm cái tâm của chúng ta không có tham đắm ở trong đó, chúng ta không có bắt buộc. Ví dụ chúng ta không có bắt buộc là hôm nay là phải để cái giường này cho chúng tôi nằm đó. Tại vì có những người ta nói ở nhà con cái giường nó cao vậy nè, là cái giường nó đẹp vậy nè sư, bây giờ mà không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp á, không lẽ giờ phải đi cưa cái chân giường. Tôi nói không có tầm bậy, không có cưa cái đó. Có nghĩa là cái tâm của mình không có để ý đó, mình không có tự động mà mình làm cho. Quý vị thấy không, có những người á, người ta trang hoàng cái giường ta ngủ hoặc là cái ghế của người ta ngồi để cho nó đẹp, hoặc là nó gợi cảm đồ này kia vân vân. Thì cái người mà thọ bát quan trai giới thì chúng ta không cần như vậy, có nghĩa là người ta, chúng ta không có để tâm đến cái chuyện đó, đó là không có nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp đó, chỗ quá cao và xinh đẹp đó. Rồi cái thứ ở trong cái điều mà thứ 10 mà chúng tôi thêm vào đó, tại vì thêm vào đó là có nghĩa là đối với những cái vị tu sĩ thời xưa, những cái vị tu sĩ thời xưa coi như là không có giữ tiền bạc, không có giữ vàng bạc, thì nếu mà mình thọ trì những cái điều học này đó, là coi như là lúc đó mình lo mình tu tập, mình không có quan tâm đến cái điều đó nữa, mình không có quan tâm đến điều đó nữa, thì khi nào mình không có hành thiền đó, thì
Mình trở lại cái thấy bình thường thì coi như là mình bị chi phối những cái phiền não đó. Đó, rồi có những người, người ta sẽ giữ thêm là cái giới, có nghĩa là chánh chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Là nhất là chánh mạng. Đó, thành ra người ta giữ thêm. Thành ra đó, mình muốn ngũ giới cũng được, giữ bát quan trai giới cũng được. À, ở trong bát quan trai giới đó, đúng ra đó, nó là chính giới. Nhưng mà ở trong cái ở trong cái giới thứ bảy á, là mình được gộp lại hai giới, nó nằm ở trong cái giới thứ bảy. Mình đó, còn cái giới thứ 10 á, là mình không có giữ tiền bạc. Đó, thì một người người ta muốn ở trong cái thời gian người ta tu tập cho nó được yên tịnh, người ta phát nguyện như vậy để người ta không có chú tâm đó. Ví dụ như quý vị là cái người cư sĩ đi, khi mà quý vị mà phát nguyện đủ thập giới đó rồi thì quý vị không có suy nghĩ là cái chuyện tiền bạc của mình như thế nào. Có người người ta giữ hết rồi, có chồng có con giữ hết rồi, mình không có chi phối đến, mình không có quan tâm đến. Đó, thì ở cái chỗ này á, là chúng ta quan trọng á, là cái chỗ mà chúng ta có cái sự tác ý. Chúng ta tác ý là chúng ta cố ý chúng ta gìn giữ những cái giới này. Thì từ cái giới thứ 6 trở lên, cái giới thứ 6 trở lên thì mà chúng ta vi phạm thì coi như là chúng ta không có phước ở trong cái giới đó, chứ không có tội nha quý vị. Chúng ta không, chúng ta nhớ nha, không có phước chứ không phải là không có tội. Ví dụ như giờ quý vị là phát nguyện là coi như là mình không có ăn sái giờ, mình không ăn sái giờ nha. Hôm nay tự nhiên tôi nghe giảng là tôi muốn tu lắm rồi, tôi nghe giảng là tôi muốn tu lắm rồi, rồi tôi phát nguyện tôi không ăn sái giờ, tôi cũng không có mà coi như là nằm ngồi nơi cao, hoặc là tôi cũng không có nghe nhạc, cũng không có trang điểm gì hết. Nhưng mà tự nhiên tu hồi cái nhớ công chuyện gì đó, nhớ công chuyện gì đó, tối nay phải đi đến đó, phải đi cái công việc ở đó, rồi thôi giờ cũng đi ra đường không trang điểm làm sao được. Đó, thì cũng phải trang điểm sơ sơ rồi mới đi. Thì quý vị không có phước ở trong cái điều học đó, không có phước ở trong cái điều học đó, chứ không phải là mình mang tội. Thành ra đó, quý vị thấy rằng tốt nhất chúng ta thấy rằng là lúc nào mà chúng ta cảm từ trưa đến chiều mà chúng ta có cảm thấy cái thời gian đó chúng ta rảnh, chúng ta phát nguyện chúng ta tu, hoặc là chúng ta biết rằng hôm nay là cái ngày thứ bảy, chắc có lẽ là mình không có đi làm, hoặc là mai chủ nhật mình không có đi làm, thì mình cứ phát nguyện mình giữ giới, mình tu tập đó, rồi ngày mai mình hết tu rồi thì nó trở lại bình thường. Mình sử dụng sàn tọ hay là cái gì đó, son phấn gì đó thì nó trở lại bình thường. Chúng ta không có phước ở trong cái điều học đó thôi, chứ chúng ta không có mang tội. Chừng nào mà chúng ta mà ở trong cái phần ngũ giới đó chúng ta vi phạm đó, thì chúng ta mới gọi là vừa phạm giới mà vừa có quả báo. Vừa phạm giới phạm nghiệp rồi nó có quả báo đó. Còn đối với những cái điều học trên đó, thì nó làm cho tâm của mình càng thanh tịnh thêm, chứ không có. Nếu mà chúng ta vi phạm thì chúng ta cũng không có phạm tội, chúng ta cũng lúc đó gọi là mình có phạm giới mà không có phạm tội, có phạm giới mà không có phạm tội, rồi có trường hợp mà phạm giới rồi phạm tội luôn đó. Chúng tôi giải thích như vậy đó. Bây giờ gửi cái mic lại cho đạo tràng. Dạ bạch sư phụ, chị Nguyên Trang có câu hỏi là nếu mà mình giữ trai phạm, bát quan trai, thì mình giữ đúng ngày cũng được, hay là mình phải giữ một tháng đúng cái ngày rằm hay là ngày 30 như vậy thì mới có phước, hay là mình muốn giữ ngày weekend, là tức là cuối tuần nào cũng được. Thưa sư phụ chỉ giáo cho lớp học. Dạ con xin nhân mít lại ạ. Và đối với bát quan trai giới đó, chúng ta giữ lúc nào cũng được, mà chúng ta giữ càng sớm nó càng tốt. Quý vị biết rằng là mình giữ là coi như là nửa ngày cũng tốt nữa, quý vị. Giữ nửa ngày cũng tốt. Có nhiều khi quý vị biết không, chúng tôi cũng rất là buồn. Những cái thứ nhất là có nhiều vị
là giảng không có kỹ. Thứ hai á, là cái người nghe á, hành nó cũng không có kỹ nữa quý vị. Quý vị coi lại ở trong kinh điển á, ngày xưa đó, ở trong nhà ông cấp cô độc đó, là coi như là cái người làm á, mới nói là ủa hôm nay sao mà thấy mọi người sao im điềm quá vậy, à, không có ai làm việc cái gì. Thì ở nhà những người đó mới nói á, hôm nay là cái ngày mà giữ bát quan cai giới, thành ra mọi người ở trong nhà được nghỉ vào cái buổi trưa, có nghĩa là từ trưa tới sáng mai à, là được nghỉ à, không có làm gì nữa hết đó, rồi chỉ lo nha, ăn cơm trưa xong rồi đi đánh răng rửa mặt, rồi phát nguyện giữ bát quan cai giới. Rồi sau khi giữ bát quan cai giới rồi đó à, thì sẽ đi tìm cái chỗ nào đó đặng hành thiền à, hoặc là ở trong xứ Tích Lan ngày nay thì người ta tụng kinh à, người ta tụng kinh, người ta hành thiền rồi đó. Đó thì ở đây chúng tôi muốn phân tích ra cái chỗ này đến chi vị, để khi nào mà chúng ta giữ bát quan cai giới á, là chúng ta biết rằng là mình đã xong cái phận sự mình rồi. Ví dụ như cái chuyện mà mình làm việc, ví dụ như mình làm ở trong công ty, công sở gì đó, nó đã xong rồi à, đã xong rồi à, rồi những cái công việc ở trong nhà nói chung là nó ổn định rồi, thì lúc đó mình giữ bát quan cai giới nó rất là tốt à. Còn có nhiều người phụ nữ hoặc là nhiều người chúng tôi thấy tội nghiệp à, đi làm buổi sáng nè, làm buổi chiều nè, rồi tối về làm thêm nè à, chăm con cái rồi này kia nữa, rồi phải giữ bát quan cai giới. Thật sự ra mình giữ không nổi, giữ vậy nó không có cái nó cái sự mà cũng như là cái chất lượng nó không có quý vị. Có nghĩa là nhiều khi nó bệnh nữa đó à, có nhiều khi đó là nó bệnh nữa quý vị. Quý vị nên nhớ là ở trong cái thời đó, đó à, người ta đó, hãy mà người ta ngày nào người ta phát nguyện giữ bát quan cai giới thì coi như là ngày đó người ta không có làm việc à, người ta không có làm việc nha quý vị. Người ta chỉ lo như là những cái công việc chính người ta làm nó xong rồi, bắt đầu người ta đi tìm cái chỗ người ta hành thiền à, người ta hành thiền hoặc là người ta tụng đọc kinh điển thôi. Đó, thành ra những người phụ nữ à, chúng tôi khuyên quý vị khi mà quý vị giữ bát quan cai giới, chúng ta phải quán xét à, ngày mai chúng ta chỉ có công việc đó là đến 8 giờ sáng là nó xong rồi à, đến 8 giờ sáng nó xong rồi. Thành ra nó không có cái gì mà nó nặng nhọc mà nó ảnh hưởng đến à, cái cơ thể này hết. Thì lúc đó quý vị phát nguyện quý vị giữ bát quan cai giới. Đó, đó là cái phần này là chúng tôi nói về những người mà người ta bị bận rộn công việc nó nhiều quá, nó cái áp lực nhiều quá mà người ta cũng ham tu. À, thì mình thấy như vậy mình thấy tội nghiệp người ta. Đó, à, thành ra mình phải quán xét lại là coi như là khi nào mà mình thấy ngày hôm nay là mình chỉ có công việc chút đỉnh ở trong cái buổi sáng đó thôi. Đó thì mình phát nguyện giữ bát quan cai giới à, thì nó tốt. Còn nếu mà những người nào mà thí dụ như công việc của mình nhiều, rồi mình cảm thấy là buổi trưa à, từ trưa cho đến sáng mai mình sẽ rất là rảnh à, cũng như là công việc mình sắp xếp rồi à, đó thì mình phát nguyện mình giữ bát quan cai giới à, từ bây giờ cho đến chọn ngày nay và đêm nay, chọn ngày nay và đêm nay. Đó, mình phát nguyện mình tu tập, mình giữ giới vậy thì mình cũng có phước. Đó, vậy thì tóm lại là khi nào mà quý vị mà có được thời gian rảnh à, lúc nào thì quý vị tu tập lúc đó, nó tốt lúc đó. Không cần phải chờ đến ngày rằm à, ngày 14, 15, 19, 30, 11. Chúng ta không có cần phải chờ. Còn những người mà người ta ráng, người ta tại sao mà người ta tu tập ở ngày rằm à, ngày kia, thì tại vì những ngày người ta bận rộn quá tu không được, rồi phải quyết tâm ngày rằm này tôi phải tu à, ngày rằm này tôi phải tu. Thì đúng thật sự ra quý vị biết ngày 14, 15 nữa đó, thì các vị vua trời à, các vị có đi từng du thiên hạ, các vị cũng câu ở trong cái cõi nhân loại này nè, còn bao nhiêu người tu tập à, thì các vị chư thiên mà thấy à, còn nhiều người tu tập thì các vị người ta mừng, người ta nghĩ rằng à, thiên giới này sẽ tràn đầy chư thiên à, còn mà người ta thấy quán xét ở cái cõi nhân loại này rồi, bây giờ ít người tu quá hết rồi à, thiên giới sẽ vắng đi à, và ở khổ cảnh nó sẽ à, phát sanh lên nhiều chúng sanh ở trong khổ cảnh đó. Thì những ngày đó thì có các vị chư thiên người ta từng du à, ở trong cái cõi nhân loại này.
Thành ra đó chúng tôi nói rằng là tốt nhất là chúng ta là cái người mà học quyền diệu pháp không à. Thành ra chúng ta coi như là chúng ta thấy rằng là trưa nay mình rảnh, ngày hôm nay mình rảnh, bây giờ mình rảnh mấy tiếng đồng hồ, mình phát nguyện, mình tu tập mấy tiếng đồng hồ, có phước mấy tiếng đồng hồ quý vị à, chứ không cần phải chờ đến ngày rằm hoặc là ngày cuối tháng gì hết đó. Rồi chúng tôi xin gỡ mic lại. Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Và con xin kính tri ân những lời sư phụ pháp tính đã giảng dạy cho chúng con ngày hôm nay. Và Nguyên Như đã thấy bàn tay của anh Ca Vinh. Và xin mời anh Ca Vinh ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Và con kính lễ ba ngôi tam bảo, con kính lễ sư và con kính lễ đến kính chào đạo tràng. Và kính hỏi sư, vậy nếu mà mình có vài tiếng đồng hồ mình nguyện bát quan trai giới, vậy buổi tối trước khi mình ngủ sư, mình nguyện bát quan trai giới được không sư? Từ tối từ 10 giờ trước khi mình đi ngủ đến 6-7 giờ sáng sư. Dạ con xin xuống mít kệ. Dạ con kính tri ân sư. Dạ cái điều đó là một cái điều mà nó rất là hay quý vị. Có những vị người ta không có chấp nhận, người ta nói lúc đó mình ngủ mình biết cái gì, mình ngủ mình biết cái gì mà giữ giới. Nhưng mà thật sự ra đó, nếu mà mình cứ tập như vậy, bây giờ mình cứ tập như vậy á, thì lâu ngày mình sẽ có cái chánh niệm quý vị. Có nghĩa là bây giờ thôi, tôi không biết là trong nửa đêm nó có trúng gió hay có gì, không có gì nó mắc dịch mắc gió gì, nó nguy hiểm đến mình. Thôi thành ra bây giờ trước khi đi ngủ thay vì tôi nhớ tới cái chuyện này chuyện kia đồ này nọ đó, thì thôi bây giờ tôi phát nguyện thôi, con xin trọn đời quy ngưỡng Đức Phật, dù có chết có cái gì nữa con cũng quy ngưỡng Đức Phật, quy y Đức Phật, quy giáo pháp, quy tăng chúng đệ tử của ngài đó. Rồi con cũng nguyện giữ bát quan trai giới, hay là nguyện giữ ngũ giới. Nói chung là lúc đó mình làm cho cái tâm của mình, thì bây giờ có nhiều người đã nói lúc đó ngủ không biết cái gì. Nhưng mà ở trong những cái thời gian đầu, ít nhất là cũng được một tiếng đồng hồ, tôi luôn luôn tôi có cái tác ý tôi giữ giới. Nhưng mà lát là cái tâm mà gọi là tâm hộ kiếp đó, ở trong vi diệu pháp đó, gọi tâm hộ kiếp nó sanh lên đó, có nghĩa là mình ngủ rồi đó. Thì lúc đó anh kệ nó, lúc đó anh kệ nó, hãy mà hôm nay tôi phát nguyện rồi mà tôi còn tác ý được đến nửa tiếng, đến 10 phút, đến 5 phút thì tôi có phước 10 phút, 5 phút. Chứ không phải là nó có phước, nó chọn ở ngay chỗ nguyên cái đêm đó. Nhưng mà tới sáng mình dậy mình nhớ, tối mình phát nguyện gì đó, giờ mình tiếp tục, mà tiếp tục mình giữ chứ, tiếp tục mình giữ thì mình vẫn có phước. Đó, thành ra đó, đối với chúng tôi á, thì cái điều này á, là chúng tôi đã từ lâu, chúng tôi đã dặn cho những người Phật tử ở trong đêm á, mình suy nghĩ tới, suy nghĩ lui nó mệt. Thành ra mình phát nguyện, mình quy y Tam Bảo, rồi mình phát nguyện, mình giữ giới, thì được bao nhiêu thời gian thì nó tốt bấy nhiêu thời gian. Đó, thành ra đó, còn đỡ hơn là mình nằm, mình suy nghĩ chuyện này, chuyện kia. Đó thì mình có phước được như đó. Có nhiều người ta nói lúc đó ngủ rồi sao giữ giới, thì cái tâm ngủ là khác, cái tâm hộ kiếp nó sanh lên là chạy nó, nhưng mà mình được cái ở trong cái khoảng thời gian đầu. Thành ra đó, theo cái câu hỏi của Calvin đó, thì chúng tôi rất là quan hỷ, cái người mà trước khi ngủ mình phát nguyện mình giữ giới rất là tốt, mà như vậy rất là tốt. Đó rồi. Rồi vậy thì các huynh quan hỷ rồi ha. Rồi bây giờ cái câu hỏi của Điện Đoan hả? Thưa Đại Đức, cho con được hỏi là khi mình muốn quy tâm bảo. Dạ. Cái câu hỏi của Điện Đoan đó, thật ra đó, mình mà đi đến chùa đó, thí dụ như mình muốn quy y Tam Bảo á, mình đi đến chùa thì cũng rất là tốt. Tại vì mình đi đến chùa thì cái vị sư đó
mà với điều kiện là cái vị đó phải dạy cho mình quy y Đức Phật, là Đức Phật là Đức Phật nào. Tại bây giờ á, ai cũng nói là Phật hết á, thì mình phải biết rằng á, là Phật á, là Đức Phật đã niết bàn. Thì ở đây chúng tôi muốn phân tích cái điều này ra để chi, có nghĩa là khi mà mình đi đến chùa mình quy y là với cái mục đích gì, với cái mục đích là cái vị sư đó sẽ giải thích cho mình biết như thế nào là Phật, như thế nào là giáo pháp của Ngài, như thế nào là tăng chúng đệ tử của Ngài. Đó, mình quy y như vậy mình có lợi ích gì, mình nương tựa như thế nào, rồi mình giữ giới chi, mình giữ không sát sanh, không trộm cắp đồ. Hồi đó giờ tôi trộm cắp đâu mà hôm nay bắt nguyện như vậy chi, thì cái vị tu sĩ đó mình đó sẽ tốt rồi, coi như là mình lấy cái ngày đó làm niệm, mình là thai sanh thiện sanh. Thai sanh là hồi mẹ mình sanh mình ra, gọi là thiện sanh đó. Chừng nào mà mình chứng thánh, tu đầu quần trở lên, thì lúc đó gọi là mình là thánh sanh đó. Thì mình quy y lúc đó, mình có cái sự quy y đó thì gọi là cái kỷ niệm của ở trong đời của mình. Còn bây giờ mà những người mà người ta xa chùa nè, rồi không có điều kiện kinh tế, rồi người ta làm sao, thì cũng có cách quý vị. Sau khi mình nghe pháp mình hiểu rồi, nhất là nói về nhân và quả, nhân quả nghiệp báo, mình hiểu nhân quả nghiệp báo rồi, mình nói trời ơi, Đức Phật là một vị có thần thông, một cái vị mà xuất thân từ vương quyền, có nghĩa là xuất thân từ vua chúa, mà ngài thuyết giảng để độ đời mà không bằng gươm đao, không bằng quyền lực, mà bằng nhân quả này. Mình ôi thôi, mình thấy hay quá, thấy đúng chân lý quá, hay quá. Rồi mình hướng tâm đến một cái tượng Phật nào đó mình đã từng thấy, mình hướng tâm đến một cái tượng Phật nào mình đã từng thấy. Từ đây cho đến trọn đời con xin quy y Đức Phật, từ đây cho đến trọn đời con xin quy giáo pháp lời dạy của Ngài, từ đây cho đến trọn đời con xin quy y tăng chúng đệ tử của Ngài. Đó, như vậy là thành tựu. Đó, thì chúng tôi đem cái này ra giảng cho quý vị là coi như là mất hết là 60-70% kinh tế à. Có nghĩa là mình cố không ai đem bánh trái, bông hoa, bánh kem gì thật xin quy y nữa. Nó giảng dày là coi như là mất hết 80% kinh tế của chùa rồi. Rồi nha, đó, quý vị nhớ nha, này là coi như là hết, sử dụng hết công lực luôn rồi đó, sử dụng hết công lực rồi đó, rồi, về gỡ mic lại chút đàn nha. Xà thú chư phơ sư phụ. Dạ, Nguyên Như đã thấy chiếc lá mùa xuân có bàn tay. Câu này là út chót như chiếc lá mùa xuân. Dạ, xin kính thỉnh sư phụ cho tụi con thêm một câu hỏi nữa. Dạ, xin nhường mic lại cho chiếc lá mùa xuân ạ. Dạ, con cảm ơn chị Nguyên Như. Dạ, con xin kính đảnh lễ chư tăng và con xin chào đạo tràng. Con có một cái câu hỏi về giữ giới đó sư. Mình có nhất thiết là mình phải nguyện giữ giới trong một cái khoảng thời gian nào đó, hay là mình hay là ví dụ như mình không có nguyện, nhưng mà ví dụ như khi mà có cái gì đó phát sinh, ví dụ như có con rùa con muỗi mà mình đang trong lòng mình đang muốn giết nó, nhưng mà cái tự nhiên cái mình khựng lại, cái mình không giết nó, cái mình đuổi nó đi, thì nhưng mà trước đó mình không có xin nguyện giữ giới trong khoảng cái thời gian đó, thì con nghĩ như vậy cũng là giữ giới, nhưng mà con không biết tại sao mình phải nguyện giữ giới trong một cái khoảng thời gian á. Con mong sư giải thích cho con hiểu thêm ạ. Dạ, ở trong cái câu hỏi của chiếc lá mùa xuân, chúng tôi xin được giải thích như này.
Có nghĩa là khi mà mình không có phát nguyện mình giữ giới đó, thì dù cho cái lúc đó mình không có sát sanh, mình không có trộm cắp gì hết, thì coi như là mình cũng không có phước gì hết. Thí dụ như giờ tại sao mà mình không có sát sanh? Tại sao mình không sát sanh gì? Tại vì mình có nhiều khi mình làm biếng. Tại sao mà mình không đi xuống mình mặn cá ăn? Tại mình làm biếng, mình làm biếng. Hoặc là có nhiều khi là tại sao mà mình không sát sanh? Tại vì giờ mình sợ cái gì đó, thành ra mình không có sát sanh. Nó hoặc là mình tại sao mà mình không có trộm cắp, người ta đánh mình sao? Hoặc là trộm cắp người ta chê mình, người ta nói mình giàu cũng trời đi ăn trộm trời. Nói chung là mình sợ đủ thứ điều hết. Mình không sát sanh, mình không muốn trộm cắp là do mình sợ cái điều này điều kia. Nhưng mà bây giờ tôi phát nguyện tôi giữ giới là do đâu? Là do tôi biết được có phước báo. Tôi biết được những người mà người ta đẹp, người ta được có tuổi thọ, rồi người ta có tài sản vững chắc là do người ta không có sát sanh, người ta không có trộm cắp, người ta không có tà dâm, người ta không có nói dối, người ta không có uống rượu. Thành ra những cái người đó người ta đẹp, hoặc là những cái người đó người ta ít khi nào mà bị ai ăn hiếp, hoặc là không có bị ai chèn ép đồ này kia. Thì bây giờ mình học, mình hiểu cái điều đó rồi, thành ra mình mới phát nguyện mình là giữ giới. Đó thì từ cái chỗ đó đó mình mới có phước. Còn hồi trước giờ tôi đâu có biết đâu, trời ơi, lỡ mà làm cái điều đó, lỡ ở sớm người ta nói, hoặc là người kia người ta nói thôi tôi không làm đâu. Đó có nghĩa là có khi mình sợ mình không làm, có khi mình mệt quá thôi tôi cũng không thèm làm. Thành ra ở trong cái trường hợp đó mình không có làm, nhưng mình không có phước. Tại vì mình đâu có cái sự mà mình cố ý mình biết được cái điều này là cái điều lợi ích để mà mình phát triển, mình giữ đâu. Thành ra lúc đó nó không có phước đó. Còn mình giữ giới đó thì thí dụ như mình không có phát nguyện, giống như ở trong ngoại đạo đó, ở bên ngoại đạo đó quý vị, người ta cái giữ giới ngộ lắm. Tôi phát nguyện tôi giữ giới ở trong vùng này thôi nha. Thí dụ như giờ tôi ở trong tỉnh Đồng Nai, tôi giữ giới ở trong tỉnh Đồng Nai thôi. Nếu mà tôi muốn phạm giới tôi ra khỏi tỉnh Đồng Nai tôi phạm thì không có sao. Đó, cái đó là không được. Cái đó là cái giới của ngoại đạo á, ở trong Phật giáo mình không có tu tập về cái điều đó. Đó, thì bây giờ quý vị phát nguyện quý vị giữ giới. Ví dụ như giờ mình mới phát nguyện là nguyện tránh xa sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu này kia. Mới vừa phát nguyện xong lát cái không biết đang nằm mệt mỏi quá, cái người này, người kia, người này, người nọ đó, người ta lợi người ta mượn tiền gì mình đó, mình nói mình biết người này mượn mà không trả, lại mượn hoài vậy trời. Người nói không có. Thì lúc đó mình biết là mình nói dối rồi, thôi mình đi phát nguyện mình giữ giới lại. Hoặc là mới phát nguyện mình giữ giới rồi mình nằm ngủ nó mệt mỏi quá, rồi con ruồi hay con kiến con muỗi gì đó nó bay nó đậu vô, mình bực mình quá mình đập nó cái chết rồi, thôi mình đi phát nguyện mình giữ giới lại. Đó có nghĩa là mình cảm thấy không trong sạch, nó không có vững chắc rồi, thôi rồi mình đi phát nguyện mình giữ giới lại. Chứ mình không cần mình phải là giữ giới ở trong mấy tiếng đồng hồ, hoặc là trước khi hoặc là sau khi gì hết. Chúng ta thấy rằng là hồi nãy mình phát nguyện giữ giới rồi bây giờ mình thấy mình đã phạm giới rồi, mình đi phát nguyện mình giữ giới lại đó. Và chúng tôi nói, quý vị thấy không, quý vị để ý vậy nè, cái người nào mà chưa từng giữ giới là như thế nào? Có nghĩa là có những người trong đời này, dù cho nam hay là nữ, đi làm có tiền có tài sản mà lúc nào cũng bị người ta ăn hiếp, hoặc là lúc nào cũng bị người ta tìm cách người ta nói xấu. Nói chung là mình làm cái chuyện tốt không à, mà cứ bị toàn là cái chuyện gì đó không đâu không à, là mình biết là ở trong quá khứ mình không đã từng giữ giới đó, không có từng giữ giới đó. Thành ra bây giờ dù cho mình có trí, dù cho mình rất là khôn, dù cho mình rất là giàu, nhưng mà tối ngày mình cứ bị người ta xôi nó đâm bìa thóc, nó thọc bìa gạo, nó làm tùm lum tùm la, là mình biết là mình là coi như là cái phước đức của mình á là nó không có nhiều. Cái phước tài sản mình có nhiều, phước trí mình có nhiều, nó mình hơn người cái chỗ đó, nhưng mà cứ bị người ta xăm xôi nói xấu riết đó, thì chúng ta biết rằng là cái phước đức chúng ta không có.
Mà cái phước đức của chúng ta là do đâu? Do trong quá khứ chúng ta không có tạo giữ giới nhiều. Ví dụ như ngay cả cái pháp cung kính cũng vậy. Gặp cái người đáng cung kính mình ganh tị, người ta đáng cung kính với mình ganh tị người ta rồi này kia đó, thì những cái đó nó không có tạo nên cái phước đức, mà nó sẽ làm cho mình sanh ra bị cái người khác người ta ganh ghét vân vân đó. Không biết chiếc lá mùa xuân có hoan hỷ, có hiểu chưa? Nếu mà chưa hiểu chỗ nào thì chúng tôi giải thích, còn hiểu rồi thì thôi chúng tôi sẽ gỡ mic lại đạo tràng. Dạ, bây giờ gỡ cái mic lại cho đạo tràng nha. Dạ, đó, gỡ lại cho chiếc lá mùa xuân nha. Dạ, ý con hỏi là nếu vậy thì nếu vậy thì ví dụ như con nguyện là trong suốt ngày hôm nay từ từ sáng cho tới trưa con xin giữ năm giới, rồi cái xong cái qua tới chiều, trong qua cái chiều cái con gặp một con muỗi hay là con gặp một con ruồi mà con không có đập, nhưng mà khi con cũng nghĩ tới nhân quả nghiệp báo như vậy, thì cái khoảng thời gian mà con không có đập đó, nghĩ như vậy đó, thì nó nằm ngoài cái giờ con xin giữ giới rồi, thì con có được tính vô cái giữ giới không ạ? Mình suy nghĩ vậy chứ chớ nhiều chớ mệt không. Bây giờ mình nguyện mình giữ giới, mình đã suy nói rồi, mình nguyện từ đây cho đến trọn đời luôn, mình sẽ quyết lòng mình giữ ngũ giới, không sát sanh, không trộm cắp, vân vân. Thì mình giữ được từ giờ tới chiều thì nó tốt, còn lỡ mà tới tối mình phạm thì mình phải nguyện mình phát đại. Chứ mình giờ mình giữ làm chi mà mình nguyện giữ làm chi mà có trong khoảng thời gian đó làm chi đó. Còn thí dụ như là giờ mình đã nguyện giữ ở trong cái thời gian đó rồi, nhưng mà qua khỏi cái thời gian đó mà mình thí dụ như mình không có sát sanh thì mình không có phước, thì nó trở lại giống như hồi xưa mình cũng đâu có nguyện gì đâu. Hồi xưa mình cũng đâu có nguyện gì đâu, nhưng mà hồi xưa tôi cũng đâu có sát sanh gì đâu, nhưng mà hỏi có phước không? Không. Thấy nè, giờ mình thấy nè, bây giờ mình đừng nói là mình giữ nửa ngày hay là gì hết. Giờ mình thấy có những người nhà giàu không, người ta đâu có, người ta coi như là có người làm, mình thấy ở bên Việt Nam mình không, hoặc là những người mà người ta làm việc ở trong văn phòng đồ này kia đó, người ta đâu có, người ta đâu phải mà đi bằng cá hoặc là cắt cổ gà cổ vịt gì để người ta nấu người ta ăn đâu. Đó thì tới giờ người ta ra căng tin người ta ăn, hoặc là tới giờ về nhà ăn có bà người làm bà nấu cho ăn rồi, hoặc là về nhà có ông chồng nấu cho ăn rồi. Thì hỏi cái bà đó, bà có phước không? Không, bà không có phước, tại vì bà không có giữ, bà đâu có phát nguyện mà giữ giới gì. Công việc bà lo công việc của bà là công việc mà giấy bút kia, giấy tờ này kia rồi máy móc, thành ra bà không có làm mấy cái chuyện đó đó. Nhưng mà hỏi bà có phước về cái sự mà không sát sanh không? Không, tại vì bà đâu có phát nguyện, bà đâu có biết cái gì đâu, bà đâu có tác ý, không có nghĩ tới cái gì cái chuyện đó, không có biết cái gì hết đó. Thành ra không thể nào mà nói là cái người đó mà có phước được. Nó thì cũng như mình phát nguyện mình giữ từ giờ tới trưa rồi cái lát chiều mình cũng không có phạm giới đó nữa, mà hỏi có phước không? Không, tại vì mình phát nguyện tới trưa thôi ạ. Phát nguyện tới trưa tự mình ngăn mình lại, tự mình chế định mình lại, thành ra lúc đó mình không có phước. Nó rồi bây giờ thì gỡ mic lại cho đầu tràng nha. Nam mô Bích Thao Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và Nguyên Như xin thay mặt đạo tràng rất là tri ân sư phụ đã dùng thời gian quý báu của mình vào lớp để mà dạy tụi con học, còn trả lời rất là nhiều câu hỏi rất là éo le của chiếc lá mùa xuân. Có vốn rồi, tối nay là cười mãn nguyện vào chiếc lá mùa xuân, quá dữ. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, bạch sư.
Dạ, muốn như xin chân bích lại cho sư ạ. À. Dạ, kính thỉnh sư Thanh Tâm, có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con. Con không biết sư Nguyên Thông có nghe được âm thanh của Nguyên Như không ạ? À? Sư Thanh Tâm có nghe được âm thanh của con không ạ? À? Dạ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông ạ. À. Dạ, sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin chúc phúc cho đạo tràng. Phavatu sabba mangalang rakhang tu sabba devata sabba buddha anuphave na sadasothi phavang tu te phavatu sabba mangalang rakhang tu sabba devata sabba dhamma anuphave na sadasothi phavang tu te phavatu sabba mangalang rakhang tu sabba devata sabba sangha anuphave na sadasothi Phá vang tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người do nhờ qua đức của chư Phật, do nhờ qua đức của giáo Pháp, do nhờ qua đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thụ, xà thụ, xà thụ. Dạ, Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã chúc phạn của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị Phật tử trong đạo tràng cùng với Nguyên Như thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Ya devata santi vihara vasini thubbe khare bodhikhare tahanta hin ta dhamma dane na phavantu pujita svatthankaronte tha vihara mandale thế ra Jamana waka japin kawo saramika dana pati upasaka Gamma cha de sani gamma cha isara sambana puta sukhita pavantu te cha la bu cha ye bi cha anda sampa wa san se da cha ta tha wo papatika niya ni kang thamma warang patin cha te sambe bidung kha sakaron tu sankhayang Tha tu chi răng sa tăng thầm mô thầm mắn tha ra cha bung ga la sang khô hô tu sa mắc gô. Wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu san thầm mô. Sam bê bi thầm ma cha vi nô gua thân sam pa bu ne ya ma thầm ma ri yam ba vê. Đệ tê. Y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta dù Y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta dù Y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta dù Y đăng quá ta mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu á ngà gá tề Cà lề. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bạn quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin kính mời chư vị Phật tử. Trở lại Rung Nguyên Như Kỳ vào tối ngày mai là tối thứ sáu, và cũng là sáng thứ bảy ở bên Việt Nam. Và chúng ta lại tiếp tục được học môn vi diệu pháp với thầy Kinh Milanda. Và chương trình bắt đầu từ 9 giờ giờ Hoa Thịnh Đốn và sẽ kết thúc có thể là 11 giờ, có thể là 12 giờ. Giống như kỳ rồi, thầy Kinh đã hứa với chúng ta là sẽ học vi diệu pháp hạnh đầu đà.
quý vị nhớ nếu mà không có ai không có đi làm thì nhớ ăn trước rồi ngủ trước nha. Ngày mai mình sẽ ăn dăm nằm về ở trong room. Mình như xin mọi người lấy can đảm để làm thêm một ngày đầu đà nữa cho hết cái phần tâm sở phối. Dạ, Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.